đằng sau nước mắt. Người vì anh cố níu duyên chỉ toàn nhân lấy yêu phiền, chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm, chăm lo em anh cũng. Anh nghĩ em thức cánh sao thoát những tháng ngày đau đầu. Chẳng biết anh đang ở đâu với ai, làm gì từ nay đến mai. Bằng trong cuộc thiên đàng dành cho anh, ông trời dẫn lối. Đi tới trước con trời miền anh nhà khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi, mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở, từ chối xa tăng làm nó mắc cỡ. Không theo kẻ xấu, lũ quỷ không tha thứ họ tông. Em thích cái gì nhất? Em thích tiền. Thế em muốn cầm cái gì nhất? Em muốn cầm cục tiền. Thế em yêu hoa gì nhất? Em yêu hoa văn in trên tiền. Thế em sợ gì nhất? Em sợ không có tiền. Giọng ca vàng trong xóm đi vào, giặt sang một bên hết đi nào. Làng quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước kè năm lên hai. Bước đi trong lực lớp ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, fresh như xuân mai. Bước đi trong lực lớp thì just on the da. When I nó thì ít câu sai, có 102 ở mấy tấm phách nó cứ bắt trước trong nhà. Chẳng có gì ngoài phong ba thôi, bật nhạc anh mà thông tai. Lại nhắn cho anh là bọn em tới đây, muốn nằm trên sofa cùng anh vào tối nay. Chỉ cần em yêu gật đầu, mọi thứ xung quanh đều là ok. Không có cổ đông, xấu anh thì không có khổ đâu. Muốn làm quen anh hả, cứ theo luật lệ là cho vỗ mông. Ý kiến của em như thế nào, sao hai má em lại ửng đỏ. Em nhìn anh thì cũng rõ, anh không ngại ngùng tại những chỗ đông. Hey. Don't wanna feel like that.
làm sao cả. Em lại dỗi anh cái gì ạ? Không, em lớn rồi em dỗi làm gì. Thấy chưa, cái giọng mày lại dỗi rồi đúng không? Thôi anh nói nhiều ấy, thôi đi mua nước rồi. Em đi mua nước á, thì đi cẩn thận nhá. Không, em không đi, đi cẩn thận đây. Em đi vừa đi vừa bốc đầu anh sao? Mùa xuân đến rồi, này cô chú anh chị ơi, dẫn nhau làm chi ngày năm tới. Một năm đây chỉ lại ghé qua con lên bạn gì, chắc nhau đây là chuyện không có phán. Bên đây cuộc đời lên ta, cho người thêm thêm bạn thương nhau thương mình xin đến khi mình tàn. Chuyện không có phán. Mà trong cuộc gọi nhớ của em, anh lỡ ý như là bad guy.